Hoàng Vy xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi phát sóng hàng tuần vào lúc 21:15 chủ nhật trên kênh VTV3. Như quý vị đã biết, chương trình Ơn Rời là một chương trình ở đó đầy những sự bất ngờ, đầy những sự ứng biến từ những khách mời, nhưng cũng không thiếu phần toan tính từ các trưởng phòng. Và bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các vị trưởng phòng. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Tử Long. Nghệ sĩ Trường Giang. Lâm Vĩ Dạ và Bạc Văn Khoa. Và ba vị trưởng phòng trẻ trung sôi nổi Lê Dương, Bảo Lâm, Khả Như và Puka. Cảm ơn các bạn. Dạ qua đây đứng. Lâm ơi qua đây luôn đi em. Ủa sao vậy? Ba đứng gái đứng qua một tụ. Dạ. Mọi người thấy hôm nay các vị trưởng phòng của chúng ta như thế nào ạ? Đẹp đúng không? Đẹp thì vỗ tay. Đúng rồi. Nhưng mà có thấy lạ không? Lý do gì mà tự nhiên bữa nay ba nhỏ em gái xinh đẹp của tôi chơi ba cái bộ trang phục đen tuyền, trong khi bên đây nguyên một cái dàn đường ong xanh chuối. Có cái màu này tương đối nhất nè. Dạ. Hồng đất đó, rồi vàng nhạt. Dạ, trong group anh Giang kêu là mặc đồ nổi, em cũng không biết lý do gì. Ơi, quá mọi người ơi. Quần áo của bên mấy anh em nam á là không có hẹn gì cả. Vô tình nó trùng khớp vậy thôi. Dạ. Đây nè, chiều buồn hoàng hôn. Chiều buồn sao lại cái màu này? Màu này anh thấy là dáng vàng của buổi sáng ấy. Vậy thì mình sửa lại. Dáng vàng buổi sáng. Dáng vàng buổi sáng. Đọc nó phải đau mồm tí. Dạ. Em nè, oi bức giữa trưa hè. Dạ. Oi bức giữa trưa hè. Lạnh lẽo giữa đêm khuya. Còn em là tâm lý trưởng phòng. Khách mời mà sợ là vô xanh chành nhanh. À. Dạ. Khách mời mà là dữ dằn là vô là trưởng phòng nha, em là xanh chành. Vậy là cái bộ đồ này nói lên cái tâm lý của em luôn. Dạ, tâm lý em và hai người bạn của em bên kia. Không, đừng bàn tới họ nha. Bên đây là nguyên một cái ủ đen thui hết trơn rồi bàn sao. Đó. Cái ủ làm sao anh? Không, ý nó mình là cái nhúm á. Cái nhúm. Cái nhúm. Cái bụm được không? Cái bụm. Cái bụm. Anh nói tụi em là cái chùm nhum cũng được. Cái chùm nhum ba cô gái đẹp được chưa? Dạ, ừ, đó, tại sao vậy? Mình không lung linh lên. Mình không sắc màu như mọi khi. Dạ, em nghĩ là em sẽ nhường lời cho cái người lung linh lộng lẫy nhất trả lời. Trả lời đi cưng. Em xin phép thay mặt hai chị của em để trả lời câu hỏi. Cái chùm nhum của tụi em ngày hôm nay mang đến một cái thông điệp là đen huyền bí, đen sâu sắc, đen tinh tế, đen xui, đen thui, thùi lùi. Đó, đen xui. Em nghĩ là tụi em là đại diện cho nhóm quá phụ bóng đêm. Trời ơi. Em ơi, em đào đào lắm còn đào. Anh ơi, gia đình em đang đầy đủ vợ chồng mà kêu quá phụ. Em còn tuổi ăn tuổi lớn cho em né luôn. Đúng rồi, thôi. Rồi. Rồi, coi như một mình cá nhân. Đó, để cho quá phụ áo đen đứng một mình. Một mình em một cõi nha, quá phụ áo đen. Hôm nay các vị trưởng phòng của chúng ta cũng sẽ gì em. Vậy luôn á hả? Em đúng cần rồi, phải như vậy rồi. Nha. Rồi. Giống như là em bị xa lánh vậy đó rồi, nha. Rồi. Đứng đó đi em. Ha. Chúng ta hôm nay mình cố gắng mình làm sao cho các khách mời của mình vào trong phòng. Đi né ngủ đi. Để có thể xử lý đầy đủ tất cả những tình huống một cách hợp lý và hay nhất nha. Yeah. Anh em mình gian nhau một cái nè. Yeah. Nha. Anh Long ơi, em mời anh. 2, 3. Yeah. Và một tràng vỗ tay dành cho các trưởng phòng của chúng ta. Mời các bạn có thể quay trở vào trong để chuẩn bị cho những phần sắp tới của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với các vị khách mời của ngày hôm nay. Và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón ca sĩ Ngọc Linh. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ với siêu mẫu Hoa hậu Minh Tú. Thủ môn Bùi Tấn Trường. Và
Và cuối cùng hãy cùng chào đón diễn viên Lê Xuân Tiền. Anh phải qua đây. Đúng chỗ em gái. Hôm nay em đến rất là sớm. Em đi lướt qua thì em thấy bạn Xuân Tiền ngồi. Em nghĩ rằng là bạn Xuân Tiền đi quay với mình. Và bạn Xuân Tiền là một người đàn ông cao hơn mình không sao hết. Một lát sau em nghe một bạn trang điểm của em nói là nhìn thấy bạn cầu thủ Tấn Trường ngoài kia. Em nghĩ đây là nhà thi đấu, bạn sẽ đi tập đá banh. Em cũng không bận tâm cho tới khi em nhìn thấy bé Minh Tú. Hôm nay em đứng đây em phải làm lớn chuyện này lên. Em phải em rất ơi, là buồn luôn. Em ơi, nếu làm lớn chuyện đó anh làm lớn cùng với em. Dạ, hai anh em mình cùng làm lớn cái chuyện này lên. Cái màn hình em bé nhất nhưng mà giống như là mình là động vật nhất luôn nha em. Cứ tự tin vào mình Linh em nha. Em ấm áp lắm tại vì nãy bé Tú nói với em rằng là chị Linh yên tâm, em chiều chị Linh, em sẽ không mang giày cao gót đâu. Và bạn Minh Tú giữ đúng lời hứa. Mọi người cho Minh Tú một tràng pháo tay được không ạ? Trong các khách mời ngày hôm nay thì anh biết là Tú là hình như là đã từng đến với Ơn Giời một lần rồi đúng không? Dạ. Lần này quay lại thì thế nào? Dạ, em chào anh Đại Nghĩa cũng như tất cả các anh chị. Thì bản thân của em là rất là hồi hộp. Dạo gần đây khi mà qua ngưỡng 30 á, tự nhiên cái nết của em mất đi một cái nẹp. Em cũng hiền bớt á, em cũng không biết là em sẽ đón chờ vô cái phòng nào. Cũng như em cũng sẽ không biết là em sẽ ứng biến như thế nào. À, lần trước thì em vào phòng của Trường Giang đúng không? Dạ đúng rồi. Lần này em có muốn quay trở lại nữa không? Dạ chắc không ạ. Không nghe âm nha, không nha. Khó quá hay sao vậy? Đúng mà rất khó. Anh biến em từ con trai thành con gái luôn. Ủa, ông em của trai thành con gái luôn hả? Nhưng mà ở trong phòng đó là em là con trai, sao vậy mọi người? Sao mà vậy em là thành con gái? Làm ngỡ ngàng quá. Và bây giờ anh sẽ cho các bạn xem chiếc cúp của Ơn Giời năm nay nha. Xin mời. Cảm ơn em. Đây, đây là chiếc cúp của Ơn Giời năm nay. Dạ, hãy cầm và cảm nhận đi em. Không, không có trao cúp bây giờ. Ủa, em tưởng đâu là trao luôn. Trời đất ơi, gì đâu mà cảm ơn lẹ dữ dào không? Trường, em muốn cầm nó không? Thường em coi chương trình Ơn Giời còn đây hồi thì em thấy ai mà người đầu tiên mà cầm cúp á thì chắc chắn không bao giờ được. Vậy hả? Ờ. Mà người thứ hai cầm á thì thường thường hay lại hay đạt được. Để cho anh cầm. Ấy. Hay quá Tiền ơi. Ủa? Dạ, em xin cảm ơn mọi người ạ. Ủa, sao mà bẻ lẹ vậy? Ủa, lên đi đâu vậy lên? Em chưa hết câu luôn anh. Đưa cho chị á, cho ngầm đi. Dạ không, chị là người tỏa sáng nhất. Không, chị là đẹp nhất. Châu mắt em chị là đẹp nhất. Dành, đưa đây cho tôi đi được dành cái gì. Thấy thương cho kỳ quá. Thấy thương xin cảm ơn chương trình ạ. Trường. Em chụp bóng thì giỏi nha, nhưng mà chụp cái cúp thì chưa chắc chụp được nha em nha. Đưa cho Minh Tú thử nè. Cầm đi. Ui. Sức nặng của nó đến từ bên trong em à. Cho anh xin lại nha. Đây là chiếc cúp của Ơn Giời và chiếc cúp này sẽ thuộc về một trong số 4 khách mời của ngày hôm nay. Và chúc cho các bạn gặp nhiều may mắn. Tiền ơi, em có muốn vào căn phòng đó trước tiên không? Bởi vì ở đây theo anh biết là kinh nghiệm diễn xuất là em nhiều hơn hẳn so với các bạn còn lại. Ôi, em là người mới á, người trẻ đó mà em nghĩ là... Người mới á mà nãy ngồi ngoài kia, năm nay anh có 2 phim trên rạp nha. Sắp sửa lại một rạp ra phim, anh vừa mới bấm máy xong đó. Sao bây giờ em lại... Người mới đó hả? Sao? Em giờ không biết em có cái gì để rớt không chứ thật sự giờ tim em muốn rớt ngoài. Hồi nãy á Tấn Trường ở bên trong nói, anh ơi em run quá, anh ơi em lo quá. Cái nghĩa mà nói rằng em không có cái gì để run hết trơn trời á. Bởi vì trong 4 con người đây em không có hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cho dù là em có ứng biến lỡ như không hay một chút đi chăng nữa cũng không ai chê trách em hết trơn trời á. Có phải vậy ông Tú? Dạ đúng, trong mắt em anh là số 1. Vậy thì em? Em run. Em là người đến với chương trình này một lần rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà em cũng không có kinh nghiệm diễn xuất nhiều quá anh. À, kinh nghiệm diễn xuất anh nghĩ rằng Linh cũng có chứ phải là không? Dạ không, em có. Em đứng sân khấu lớn nhiều mà em đứng đây em run dữ lắm. Từ nhỏ là mình đã đứng sân khấu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và trước đây mình cũng từng đóng phim rồi, anh nhớ mà Linh. Hồi nãy em kiếm chuyện em đau bụng nên em từ chối em đi về. Trước đây mà còn kiếm chuyện đau bụng để đi về nữa à. Mời em đứng một bên. Dạ. Và dĩ nhiên, người đầu tiên bước vào căn phòng đó sẽ phải là người có cái điều mà không hay có hết, đó chính là Minh Tú em nha. Em là người quay trở lại chương trình lần thứ hai, nói gì nói vẫn kinh nghiệm hơn so với những bạn còn lại. Mọi người đồng ý không ạ? Minh Tú sẽ bước vào trong vòng số 1. Với sự tin tưởng của tất cả khán giả của anh chị ở đây thì em sẵn sàng. Xin mời Minh Tú cùng với tất cả các khách mời chúng ta quay trở vào phòng để chuẩn bị cho phần hóa thân của mình. Và một tràng vỗ tay dành cho các khách mời của ngày hôm nay. Các quý vị
hãy dành cho họ ít phút nhé. Và chúng ta cũng sẽ nghỉ giải lao trong khoảng thời gian. Chúng ta đã quay trở lại với Ông Rời Cậu Đây Rồi. Và thưa quý vị, khách mời đầu tiên bước vào căn phòng số 1 đó chính là siêu mẫu Hoa hậu Minh Tú. Và chúng ta hãy xem coi cô ấy đang chuẩn bị như thế nào cho phần hóa thân của mình. Xin mời. Minh Tú, Á quân Asia's Next Top Model 2017, Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018, cô gái vàng trong làng siêu mẫu Việt Nam. Sở hữu thân hình bốc lửa cùng chiều cao lý tưởng. Nhắc đến Minh Tú, khán giả còn ấn tượng ở cô bởi cá tính mạnh, thẳng thắn nhưng không kém phần hài hước. Với sự trở lại lần này, Minh Tú hứa hẹn sẽ có những pha xử lý thông minh đối với các thử thách chưa biết trước. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi, mình là Minh Tú. Công việc hiện tại của Minh Tú là người mẫu và Minh Tú rất là vui khi được quay trở lại chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi mùa thứ 8. Minh Tú nghĩ là nó cũng giống y chang như ngày xưa, cảm xúc của Minh Tú rất là hồi hộp, lo lắng nhưng mà xen vào đó là một cái cảm giác giống như là hào hứng. Mình sắp được trải nghiệm một cái hành trình nó rất là thú vị. Với Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa thứ 8 thì khi mình quay trở lại thì mình nghĩ là mình sẽ e dè hết tất cả mọi người. Tại vì mọi người sẽ đưa cho Minh Tú những cái tình huống rất là éo le. Mà bản thân của Minh Tú thì mình cũng không biết là mình sẽ đối mặt cái tình huống đó như thế nào. Nhưng mà nếu như mình được gặp đồng chí Vua Ca của mình tại một chương trình khác thì chắc chắn là sẽ rất là thú vị. Quý vị khán giả ơi, Minh Tú đã quay trở lại Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa thứ 8. Hy vọng rằng các bạn sẽ động viên Minh Tú theo dõi và sẽ xem là phần thể hiện của Minh Tú như thế nào trong mùa năm nay nhé. Ta thấy cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, semi lộng lẫy nhưng vẫn chưa biết đó là nhân vật như thế nào. Hãy cùng gặp lại Minh Tú. Đẹp lắm em ạ. Với trang phục như thế này em có tự tin hơn chưa? Dạ chưa. Vẫn chưa. Không, em rất là bớt tự tin nha. Sao vậy? Tại vì bình thường ở ngoài em rất là men. Đúng rồi. Nãy em có nói đàn ông lắm đã. Mạnh mẽ lắm. Rồi bây giờ đưa vô cái lúc này em không biết em sao vô cái vai gì đây nè. Anh nghĩ với cái trang phục này ha, rồi với cái quạt này, biết đâu em sẽ là một cô Phi Phi được không anh? Phi hả? Phi Tần hả? Phi Tần ngày xưa cũng được, dạ, được. Cũng hợp lý luôn. Căn phòng số 1 dành cho em. Mời em. Em hồi hộp quá anh. Chúc em thành công. Mời em mở cửa. Đệ nhất nàng Mai đã đến rồi. Mời bà ngồi. Chào bà. Ôi, bà đúng là giống hệt với cái danh hiệu mà bà được tặng. Đó là đệ nhất làng Mai. Người mối mai giỏi nhất kinh thành này. Nổi tiếng không những ở trong nước mà cả các nước lân bang nữa. Giờ cô lẹ lẹ đưa người nào ra cần làm mai cho tôi coi đi. Tôi nhìn cái ngoại hình, cử chỉ, công dung ngôn hạnh, rồi tôi tìm cho công tử, hoàng tử khắp cái xứ này xem là nó phù hợp. Đây. Đâu? Tôi đây. Bà hả? Tôi đang cần lấy chồng đây. Hèn chi. Biết tại sao bà ế không? Tôi biết tại sao thì tôi còn làm sao mà ế được. Đó, cái ngữ này là ế nè chị. Ngồi xuống đi chị. Con gái mình á là phải công dung ngôn hạnh, hiểu không? Cái nẹp á là mình phải nẹp cái nếp mình lại, cái nếp mình giấu trong nhà thôi. Muốn có chồng thì mình phải nhẹ nhàng. Ai đâu mà trang điểm cơ kìa. Mới 25 tuổi à mà trang điểm nè. Mắt á thì mắt khối, môi thì đính son thâm. Trời ơi, bà 25 mà tôi nhìn bà tưởng là 55 không luôn á. Nãy vô mà hết hồn, tôi tưởng bà mẹ, tưởng bà Mai luôn á. Trời ơi, bà đúng là có cái mắt nhìn đời. Ai người ta cũng nói y như bà ấy. Không cần phải làm mai người ta cũng nói được. Chính vì thế cho nên tôi mới phải nhờ đến bà. Bây giờ phải làm thế nào để tôi lấy được chồng? Cái
tấm chồng mà bà muốn á là phải đạt những cái yêu cầu như thế nào? Đương nhiên rồi, những cái người thùy mị nết na như tôi thì bao giờ chẳng muốn có một đấng trung quân, có bờ vai vạm vỡ, có cơ thể săn chắc, có dáng đi mạnh khỏe, có tài văn thơ thi họa, nói chung là cứ vừa mắt tôi là được rồi. Vậy bà có cái gì nè? Bà có nói với cha tôi, bà nói là nùi nào thì úp vung nấy. Hôm nay bà còn đưa người đến đây để cho tôi xem. Trước khi mà đem người vô đó, tôi cũng phải coi xem bà có cái gì để tôi còn biết nói với bên đàn trai. Bây giờ mình đi một vòng nè, mình phải công dung ngôn hạnh. Nè, bà thấy cái này của tôi mang không? Là của Hoàng Thái Hậu ban cho. Trời ơi, cái này á là không phải để mang cho nó đẹp. Cái mình phải đi như thế nào mà cái này nè, cái những cái dây này nó không có đông đưa, đó là cái ngữ của mình, phải không? Nó phải dịu dàng, nó phải nết na, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thôi bà đi cho xe coi. Khép lại, mình nhẹ nhàng thôi nè. Đó. Này, sao bà Mai bà đi mà cứ như bà đi trên sàn catwalk thế? Cái gì vậy mà, catwalk là lấy ý tưởng từ đó đó bà. Thế à, thế có bao nhiêu kiểu đi mà để toát lên là vẻ đẹp của thôn nữ? 7749 kiểu. Ôi trời, bà đi thử cho xem nào, xem bà đi những kiểu gì để tôi xem kiểu nào hợp là tôi học luôn đấy. Vẻ đẹp nằm ở ánh mắt kẻ xinh. À rồi. Ồ. Trời. Quá yểu điệu. Tức là tôi phải đi yểu điệu. Đúng rồi, đi sao mà cái sàn gỗ này đừng có rung rinh giùm em với ạ. Đúng rồi đó. Đấy mới là cái đoạn đi thôi. Thế còn nhỡ sau này đến cái đoạn thôi nhà mình ngồi đâu cũng được. Không được. Thế à, phải ngồi đúng chỗ hả? Đấy, bà Mai có khác. Từ nãy giờ dạy dỗ cái mà tôi thấy người tôi nó khác hẳn đấy này. Này, thế đấy là đi. Thế còn trong cái giao tiếp, nhỡ mình gặp phải cái người khác giới thì mình phải ăn nói ý nhị thế nào để cho người ta biết rằng là mình là con nhà có học ấy. Mình ăn nói đừng có sổ sàng, mình nhẹ nhàng thôi. Khác giới hay không khác giới thì cũng phải nhẹ nhàng. Trong cuộc sống này nhỡ bây giờ mà người đẹp như tôi mà ra đường mà. Hả? Người gì bà nói bà gì? Người đẹp như tôi. Không đẹp à? Đẹp chứ, người ta nói là vẻ đẹp nằm ở ánh mắt kẻ si tình. Chỉ đơn giản tôi không phải là kẻ si tình bà. Đúng rồi, bà thì không thể si tình được tôi. Nhưng tôi muốn hỏi là cách làm người đẹp ấy. Trước khi muốn làm người đẹp á, nên làm người có tâm trước đã. Cái tâm mình thiện, cái tâm mình sáng á, thì tự nhiên cái gương mặt mình nó sáng theo à. Những người mà cái tâm đanh như vậy á, là phải gặp tôi để cái tâm nó dịu dịu lại. Tôi biết rồi. Bây giờ là bà dạy tôi đi rồi. Dạy tôi, giờ tôi không biết là nhớ đứng trước đám đông mà nhà trai nhà gái đón dâu thì không biết nữa mà mình phải nói thì mình phải nói thế nào nhỉ? Bây giờ bà làm thử đi, nếu mà tôi chỉ bà đó là cái cá tính của tôi. Bây giờ mỗi người phải có một cái cá tính riêng. Bây giờ bà làm thử đi, tôi xem rồi tôi sẽ đưa cái góp ý của tôi cho bà nhé. Em chào các bác nhá. Chúc mừng các bác, chúc là anh em gặp nhau hôm nay là các bạn lên dài nhá, thật là vui. Chào, chào. Cái tông của mình á, cái tông của mình rất là trầm mà nó nghe giống như trầm út gì đó. Bây giờ bà đi cái tông nó đồ re mi pha, bà đi tông pha thôi được. Em chào các bác. À không, em chào các bác nha. Ngày hôm nay rất là vui và các bác đến thăm nhà em. Mua thế rồi. Em chào các bác nhá. Hôm nay rất là vui các bác sang thăm nhà em. Em mà nói thật nhá, gạo giờ nó hết rồi, chó thì nó chạy đi rồi, gà thì không có con nào. Cái nào các bác tính nha em. Nhẹ nhàng, không phải nhẹ nhàng. Cái này mình đang xử lý tình huống thôi, mình nhẹ nhàng lại. Ai mà đâu như ngoài chợ mà mình đứng dậy được. Đâu phải, ê chị Bảy cho em ly cà phê. Ê bà Tư, không có.
nhẹ nhàng lại. Trời ơi, bà muốn tôi giới thiệu người là phải cao, vạm vỡ, có học, có tài, biết làm thơ, mày thanh mắt tú này nọ. Mà bây giờ tôi đưa cái này ra, trời ơi, bà có đưa tôi hả bao nhiêu ngân lượng cũng không được nữa. Con trai bây giờ nó có giá dữ lắm bà, xăng nó còn tăng, vàng nó còn lên, huống chi là đàn ông. Vấn đề quan trọng nhất là bà có nói hôm trước là có 999 chàng trai bà đã giới thiệu thành công rồi. Hình như hôm nay còn 1-2 người mà bà cũng bảo là nồi nào úp vung nấy, cho nên bà bảo đưa họ vào. Thế bà có đưa họ đến đây không? Ôi trời ơi. Đâu rồi. Vợ tương lai của ta đâu rồi? Vợ dâu của ta đâu rồi? Bình tĩnh. Chờ ở ngoài kia. Cả buổi sáng chỉ chờ mỗi một cái này là vào thôi đấy. Thôi, hít thở nào, hít thở đều rồi. 1, 2, 3. Mừng quá. Bình tĩnh nhá. Cô dâu của ta đâu? Ngươi nhìn xem, từ đây đó bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ yêu kiều, bắp tay đô giật, bắp tay thanh mảnh, những cọng gân dày cui như vậy thì là người phụ nữ rất biết chăm sóc cho gia đình. Đấy, thấy chưa? Sao? Cô dâu mà bà Mai nói này á, vợ tương lai của ta đây á. Đúng rồi. Bà Mai. Đấy. Bà bảo là nồi nào úp vung nấy đấy à? Vâng. Nếu mà đây là người mà bà Mai giới thiệu thì thì quá ổn. Vợ ôi cái ngu của ta. Này, ra đây, ra đây. Giời ơi, quá. Không, bà Mai ơi. Không, bà Mai nhìn kìa. Không, không, không. Môi mỏng, mũi to, lông mày rậm. Ôi trời ơi. Không, bà Mai. Trời ơi, đây không phải gu của ta. Trời ơi, không được, không được. Trời ơi, đàn ông đàn ông. Sao lại không được mà... nàng ơi, bà Mai đã giới thiệu cho ta vào đúng gu rồi. Này, đây, này. Đây, Quang, từ từ. Lý do gì mà không được? Ta là cành vàng lá ngọc. Trời ơi, không thể nào mà. Ôi trời ơi, nhìn ánh mắt của tên này. Bà Mai, trời ơi. Một bên cần vợ, một bên cần chồng. Đấy, không, mọi thứ rất là... Đây, cành vàng lá ngọc. Bên đây, cao to vạm vỡ. Nàng ơi, cho tao ôm nàng một. Trời ơi. Bình tĩnh lại. Thế bắt người ta chờ ở ngoài kia từ sáng vào, xong rồi bây giờ nhìn thấy đúng gù thì không cho người ta ôm, bây giờ phải làm nào? Trời, làm gì mà tổ sáng, tôi chỉ làm mai thôi mà. Đi ơi, coi mắt thôi mà. Bà Mai. Tự nhiên ôm người ta làm sao? Nhưng mà công việc của bà là như thế, bà nổi tiếng nhất không. Kinh thành này, bà nói tiếng là công việc làm mai là mang đến cho hai người gặp gỡ nhau, mai mối nhau, còn được hay không được là tùy theo hai người. Tôi làm mai chứ tôi đâu có phải là làm cái gì đâu mà bắt buộc. Bà Mai ơi, bà giỏi nổi tiếng, chắc là bà làm mai được nhiều cặp, bà cũng từ chối được nhiều cặp, như này nó không hợp. Gì thì gì, tôi thấy bà làm thế nào giúp tôi đuổi cái quả này ra khỏi nhà tôi được thì sao tốt. Tôi sẽ trả thêm tiền. Hả? Này. Sao lại gọi tôi là sao bắt đuổi tôi ra khỏi nhà. Nghe cực này. Kỳ khó chịu nhá. Nghe nè. Bây giờ bà ông về đi, ông để tôi từ từ nói chuyện với tiểu thơ này đã. Ông cũng sai, ông cũng sổ sàng quá à. Lúc ông nhờ tôi, ông nhẹ nhàng lắm. Ông đâu có hừng hực như vậy. Tôi biết ông hừng hực như kiểu bò hút vậy. Tôi đâu có dám đụng. Tôi nhìn tôi còn sợ nữa. Xin về. Về đi nhá. Trời ơi. Ôi trời ơi, bà Mai ơi. Tôi sẽ kiện bà. Tôi sẽ kiện. Trời ơi, bà giữ nó như vậy là không có được. Nhưng mà nó vào tự dưng nó làm cái đời tôi mà. Nhưng sao mà đánh người ta? Nhưng mà mấy chục năm trong đời thì chưa có một người đàn ông nào sổ sàng như thế. Chưa chết đi được. Bà phải con gái thiệt không? Tôi là con gái. Bà đẩy một cái tôi muốn chật cái giò luôn. Tôi đánh nó, bà đi ra can. Thôi bà từ từ, bà bình tĩnh lại. Bây giờ cái gu bà là gu gì? Tôi không cần gì cả, miễn là ưa nhìn. Ngày hôm nay bước chân ra đường thấy bình minh chói sáng, thấy hoa nở, thấy chim hót. Chắc chắn là hôm nay bà Mai sẽ kiếm cho tôi được một nàng
một nàng làm vợ. Có đúng không ạ? Đúng rồi, chim hót là có tôi hót rồi, còn hoa nở là bên đó đó. À. Thưa bà Mai, tiểu thư cứ che mặt như thế kia thì tôi không thể nào mà nhìn được. Thì xin phép tiểu thư mở mặt xin phép đi. Dạ, xin phép tiểu thư hãy hạ tấm voan xuống để ta được chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng được không? Bà Mai giúp tôi một lời được không? Này, hãy bỏ tay xuống nàng. Ôi trời ơi! Bà Mai ơi, trời ơi, tôi cần tuyển vợ chứ tôi đâu có tuyển lực sĩ. Bà lại cho tôi một quả như là vận động viên ở cái sới vật nào thế này. Hồi nãy anh vô anh nói với tôi cái gì? Một người nâng khăn sửa túi. Thì đấy, muốn nâng khăn sửa túi thì phải có một cái người có sức khỏe. Nhưng mà thưa bà Mai, lấy quả này về lúc vui thì không sao chứ cơ bắp nó to thế kia, lúc mà không hạnh phúc nó đấm em không trượt phát nào đấy. Tiểu thư nhà người ta danh giá, không học rộng hiểu sâu. Làm việc làm cái gì là giải quyết bằng trao đổi, không ai sử dụng vũ lực hết. Nhưng bà Mai ơi, tôi là thư sinh, tôi không thể hợp với những người mà vai u thì bắp mồ hôi dầu thế kia. Còn có người khác không đổi cho mình được không? Lúc đầu cậu gặp tôi, cậu chỉ nói là không quan tâm về ngoại hình, chỉ cần một người yêu thương tôi, có trái tim nhân hậu, giúp đỡ cả hai cùng nhau để đi tiếp chặng đường phía trước. Đấy, trái tim nhân hậu. Nàng có trái tim nhân hậu thật không? Nàng khóc đây ư? Cứ mỗi lần nhìn thấy con gái khóc là ta lại không thể nào mà chịu được. Ta hiểu rồi, thì ra bên ngoài của nàng có một thân hình cơ bắp, nhưng sâu thẳm trái tim nàng lại là một sự ấm áp đến chân thành. Đấy có phải điều bà Mai muốn nói với ta không? Đúng rồi. Cảm ơn bà Mai nhiều nhá. Nàng có đồng ý lấy ta làm chồng không? Ủa nhưng mà mũi nàng hơi to nhỉ? Nghe à, cái chỗ này nó quan trọng lắm nhá. Dạ. Chỗ này là hậu vận nhá. À thế là như theo thế phong thủy là cái đầu mũi to là mới giàu. Hai cái má này mà bự á, với cái này mà bự là đựng tiền. Cái hậu á. À là có hậu vận này. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà lấy tiểu thơ là sẽ có bổng lộc. Gia đình làm ăn tấn tới rồi đó. Vậy thì không còn chần chờ gì nữa. Thế tiểu thơ chịu không ạ? Cút hết đi. Ôi, các người nghĩ các người là cái gì? Kiểu bà Mai. Đừng nghĩ là công tử hào hoa, mà đừng nghĩ là bà là đệ nhất mối Mai và xinh đẹp nhất, mà bà có quyền xỉ vả sắc đẹp của tôi. Ủa tôi xỉ vả sắc đẹp của bà hồi nào? Bà chê mũi tôi, bà chê đủ đi. Ôi tôi không hề chơi luôn. Nhưng với tôi thế là bà chê rồi. Tôi đập đầu tôi chê. Nàng ơi, nàng ơi, trời ơi, nàng ơi, sao làm cục súng thế hả nàng? Liệu ôi ôi nàng ơi, ôi trời ơi, ôi trời. Thế bà, đau không? Đau. Thế tại sao mới vào tài xế cái nam nhân trước là nhìn như trâu nước, không xứng tầm này nọ. Thế bây giờ bà đau chưa? Tôi đau lắm. Bà nhận ra được bài học cho mình chưa? Chưa. Ủa, gì kỳ vậy? Bà phải nhớ rằng là khổ thân bà Mai. Thôi, có người phụ nữ nào lại nhận mình là xấu đâu. Nhưng lời chàng nói với em là thật hay là đùa vậy? Có bà Mai ở đây, bà Mai đã nói như vậy rồi. Và ta cũng đã hiểu tấm chân tình của nàng. Nàng, ta hỏi lại một lần nữa, có bà Mai chứng kiến, nàng có muốn làm vợ của ta không? Có mà điên không muốn. Em thích lắm. Trời ơi. Thế này tôi nói cho cả hai. Chàng ơi, ước gì em hóa thành cau để anh là bẹ ôm nhau suốt ngày. Ước gì anh hóa làm chày để em làm cối suốt ngày dã nhau. Ước gì. Rồi, từ từ. Sao thế? Đây, được, mình làm thơ tới đó được rồi, mình dại quá. Đấy là ước ao. Tôi nói này, trong cuộc sống hôn nhân gia đình, trong cuộc đời này á, không phải lúc nào mình cũng tìm được một người hoàn hảo hết. Người mà mình chọn đi chung một cuộc đời không phải là người mình yêu nhất, mà người đó phải phù hợp nhất. Và trong tình cảm để đôi bên đi thuận hòa, mình phải học cách thay đổi và chấp nhận. Bà có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà Mai rất nhiều. Thưa các bạn, chúng ta vừa xem một cái tình huống đặt ra cũng khá là hóc búa cho Minh Tú. Em có thấy cái tình huống này nó khó với mình không Tú?
Em cảm thấy là thật sự rất là khó đưa ra những cái tình huống mà em chưa bao giờ tưởng tượng cũng như trải qua trong cái cuộc sống này. Anh Long thấy thế nào ạ? Thực ra thì cái tình huống này nó cũng không phải là tình huống khó, nhưng nó chỉ hơi rối thôi. Cái đây là bọn anh gây rối và tạo một cái áp lực cho em. Nhưng anh nghĩ rằng là em có một điểm rất là được, đó chính là em rất kiên định với cái tiêu chí của mình. Em rất kiên định với cái cách nói và cách hành xử của mình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích phần hóa thân này của Minh Tú, hãy bấm nút bình chọn cho cô ấy ngay nha. 30 giây bắt đầu. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Hãy nghĩ cho là Minh Tú nha. Thưa quý vị, khách mời thứ hai của chúng ta đó chính là thủ môn Bùi Tấn Trường. Tấn Trường thì là một thủ môn được rất là nhiều người yêu thích, cũng như là tài năng của anh ta chứng tỏ trên sân bóng thì miễn bàn. Nhưng với lĩnh vực diễn xuất thì đây là cái điều hoàn toàn mới mẻ. Không biết rằng Tấn Trường đang làm gì để chuẩn bị cho phần hóa thân của mình sắp tới. Mời quý vị hãy cùng vào phòng hóa trang để theo dõi Tấn Trường nha. Bùi Tấn Trường, cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tấn Trường ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi tài năng bắt bóng cùng sự dễ gần hoạt ngôn của mình. Lần đầu đến với Ơn Rời Cầu đây rồi, liệu Tấn Trường có tự tin và xuất sắc như trên sân bóng hay không? Thiên thì cho mình tự giới thiệu, mình tên là Bùi Tấn Trường, hiện giờ là thủ môn của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Mình rất là vui và vinh hạnh khi được Ơn Rời Cầu đây rồi mời tham gia chương trình này. Đây là lần đầu tiên Trường tham gia một chương trình theo truyền hình lớn như vậy. Và thật sự nữa, mình không biết nói gì, tại vì mình không phải là dân trong nghề ra, mình cũng không phải là diễn viên. Nên mình tham gia mình cảm thấy mình bối rối quá. Thật sự là giờ mình không biết mình sống có nổi hay qua con chăn này hay không. Ngoài đời Trường tự chấm điểm, mình không phải là người hài hước lắm. Mình sống rất là giản dị và hòa đồng. Nói chung là mình cố gắng hoàn thiện tốt bản thân của mình thôi. Đến với Ơn Rời Cầu đây rồi thì Trường ấn tượng nhất đó là bạn Lê Dương Bảo Lâm. Trường cũng rất muốn vào phòng của bạn ấy, tại vì Trường cũng đã tiếp xúc với bạn ấy rồi. Và cái cách diễn của bạn ấy nó rất là đa dạng và có thể dẫn dắt người chơi và hỗ trợ cho người chơi được. Còn mà để mà rơi vào những cái phòng khác không biết mình sống nổi hay là không. Mình tham gia cái chương trình là vui thôi, vui là chính. Nhưng mà mong anh chị hãy nhẹ tay với em xíu, em còn trẻ dại và ngây thơ. Trường xin gửi lời tới khán giả xem qua chương trình Ơn Trời Cầu đây rồi. Xin hãy ủng hộ cho Trường và cổ vũ cho Trường vượt qua được cái cú sốc đầu đời khi mình tham gia một cái game show như thế này. Và bây giờ xin mời thủ môn Bùi Tấn Trường. Em ơi, em mạnh lắm, em to con lắm, đừng dựa vào anh đỡ không nổi đâu nha Trường nha. Anh Nghĩa, em rụng rời hết anh Nghĩa. Rụng rời gì? Thì bây giờ em cứ tưởng tượng em sẽ bước vào một cái trận bóng đi nha. Người ta cứ sút cho em cứ thế mà em chụp, rồi em thảy lại vậy thôi. Đó giờ người ta sút là chụp bằng bóng. Còn bây giờ sút bằng những cái đó thì làm sao mà chụp? Cái gì? Cái đó là những cái câu từ đó rồi em chụp không có được. Em sợ em nắm và em quăng nó không đi theo đó. Và cái nhân dáng này anh cũng chưa đoán được em sẽ là nhân vật gì luôn nè. Em nhìn thấy bộ đồ này giống như là mấy người mà mai táng anh khi hồn á. Người ta bận đồ trắng ông ơi. Còn em bận đồ đen, nhìn giống như là một vệ sĩ hơn. À vậy hả? Ừ, cho nên là phải mạnh mẽ nha. Dạ. Mời em đến với căn phòng số 2 của mình. Một tràng pháo tay dành cho Bùi Tấn Trường. Vào đi em. Ơn rồi, đồng nghiệp an ninh đổi gian của tôi đây rồi. No. You don't say like that because my job security. Thôi mà. Có hay vậy hoài. Hồi nãy hoài kia nói mai tháng là thấy ghét rồi à. Mình là an ninh chung với nhau luôn á. Ê mà ông Trường, thật sự tôi nể ông quá trời luôn đó. Sao mà ông giỏi giang quá vậy? Có giỏi giang gì đâu ông ơi. Giỏi ông giỏi. Không. Khi mà đi làm nhiệm vụ này nọ đó,
là đi vô chỗ nào, nhiệm vụ nào mình cũng hoàn thành được hết. Cấp trên là khen mình là tới tấp luôn. Cái gì ông cũng tính được hết. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay ông lại thật sự là ngu muội vậy? Mình đang vận chuyển một viên kim cương từ thành phố Hồ Chí Minh xuống mũi Cà Mau, đường cao tốc Trung Lương không chạy, mà tại làm sao ông lại chạy vô cái lô cao su mà bây giờ giữa rừng như thế này mà xe bị hư, mà trên xe có một cái viên kim cương quá là lớn đi, tại sao vậy? Ông nghĩ đi, cao tốc nó sẽ bị kẹt xe, đúng không? Cao tốc mà kẹt xe à? Đây đây, nếu mình chở một viên kim cương có giá trị cao mà đi cao tốc, người ta thiết kế, người ta chặn xe, nó dàn dựng tai nạn giao thông, người ta chặn xe mà là người ta cướp thì làm sao? Ê, nó nghe nè, ở đây cũng mát quá, hiểu không? Ủa đó, hói à? Được không? Đã cố tình che rồi mày nghĩ đó. Rồi sao? Thì tôi mới dẫn cho ông đi vô cái đường này. Thứ nhất, nó an toàn, nó vắng vẻ. Nó không có dàn dựng cướp bóc tại đây. Đúng không? Đúng rồi. Nếu mình chặn chuyển một chiếc kim cương giá trị như thế này, nó cướp lấy cái gì đền? Đúng rồi, hay quá, đúng là người ta cướp. Đúng không? À, cứu em. Ở đâu ra vậy? Bị lạc chồng hả? Ôi, bà quăng quả xuống đi. Nhẹ nhẹ rồi, tôi có bầu mà. Hai vợ chồng em đi phượt. Ủa là mà mấy tháng rồi? Dạ 9 tháng 9 ngày rưỡi. Hai vợ chồng em thích phượt lắm. Em chỉ muốn con em chào đời là được đối mặt với thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên, nên hai vợ chồng em đi phượt. Xong cái chồng em đi kiếm đồ ăn cho em, cái thích đi lạc. Em đi chơi vòng vòng em lạc chồng. Nhìn nhận như đó hả? Như cô bé Hoàng ăn đỏ đó hả? Bây giờ em nghĩ là em sắp đẻ. Đẻ bà lên đồ cây bà đẻ kìa. Bà đòi hỏi quá. Anh chuyển qua đây giùm em đi. Em thích nhìn anh mặc cọc hơn là anh môi chè. Đổi đi. Ôi, mệt quá. Trời ơi, mệt quá. Rồi cái đồ che luôn nè. Rồi che lại che. Ok. Rồi xích đồ lại nhau đồ đi. Đẻ mà cũng cực quá trời. Đẻ mà đòi hỏi quá, giữa rừng mà đòi hỏi ghê á. Rồi xích vô nè. Ủa, ê khoan, giữa rừng đâu có cái mền vậy? Không, cái mền này mà trên xe của mình. Rồi mình nằm vô vị trí rồi. Dạ, em vô vị trí, em vô vị trí, em vô vị trí. Trời ơi, bà chuẩn bị đẻ. Chị ơi, chị đẻ mà dính quá em trời. Đẻ. Trời ơi, nó nắm vừa vừa tụt cái quần. Rồi đó. Rồi đặn đi nha. Quỳnh Thi nước độc này, mà mẹ tròn con vuông mừng quá. Chú Lâm nè. Ở trong rừng mà cầm cây dao như vậy, vậy mày là ăn cướp. Mày ngồi im. Trời ơi, Trường ơi, giờ sao đây Trường? Ê, mày muốn cái gì? Mày không được đụng tới đồng nghiệp của tao bây giờ. Bây giờ tao muốn lấy hết số kim cương mà tụi bay đang vận chuyển. Kim cương gì? Ở đâu có kim cương? Tao có kim cương đâu? Mày chối hả? Tao cắt cổ mày bây giờ. Sao đi Trường? Nó đi cắt cổ tao bây giờ. Vậy bây giờ đưa kim cương hả? Có kim cương đâu mà đưa. Có trong xe kìa. Mày khùng hả? Đưa có lấy gì đến? Vậy bây giờ không lẽ, không lẽ để mày chết? Trường ơi. Đứng. Trời ơi. Đứng. Trường, viên kim cương đang ở trong này. Mật khẩu. Mật khẩu là gì vậy Trường? Con điên. Con điên. Đọc nha. Tao chửi mày mà tao đọc hồi nào? Tao chửi mày mà tao đọc hồi nào? Không có được. Bây giờ anh ngồi yên đi. Bình tĩnh nè. Bây giờ mật khẩu là gì? Nhanh lên. Nhanh lên kìa. Mở ra tao thấy kim cương tao mới đi. Tao kêu nhanh lên. Nhanh lên. Trời. Tại sao làm cái nghề này mà cái mật khẩu dễ chịu vậy? Trời ơi! Trời ơi! Chết rồi! Chết rồi!
Hồi nãy mày kêu tao nằm yên đúng không? Mày nằm tao dậm mày à? Ủa mày ngồi vậy tao dậm mày liền à? Bây giờ có buông tao ra không? Tao dậm mày à? Im! Tao dậm mày bây à? Bây giờ không buông tao ra thì thằng bạn mày sẽ chết. Chết cái gì? Mày dở bụng mày lên đi. Mày coi sáu múi tao hả? Đúng vậy. Mày chơi cái gì vậy Lâm ơi? Con kia! Gì? Mày cài bơm mày nào vậy? Tao cài bơm trong lúc mà mày chuẩn bị đỡ đẻ cho tao. Trời ơi! Bây giờ mày... Ê! Mày ảo thực gia hả? Buông tao ra. Mày ảo thực gia hả gì? Nếu ê, không buông tao ra, tao sẽ bấm thằng bạn nổ banh xác. Ê trời, Trường ơi! Trường ơi! Ê, ê, đừng làm bậy nha, đừng làm bậy nha. Mày sẽ thích ra nó bấm nổ chết tao sao đi ra. Ê, đi ra đây có nổ không? Không, mày đi xích ra tao kêu nó, mày có bơm nó đâu có bơm. Hỏi con có nổ không? Nổ không? Nổ! Đứng một chỗ. Đứng một chỗ. Qua đây. Cẩn thận Trường ơi. Tao đang làm với mày hơn. Đúng rồi. Kim Cương đâu? Chị lấy ra có phải không? Coi chừng hộp bánh trung thu đó. Trời ơi! Kim Cương đó! Nhanh lên! Đừng Trường! Đền nổi không? Nếu mà mình còn mạng sống thì mình có thể làm ngày, làm đêm, làm trâu, làm ngựa được. Điểm đi, tao bắn chết bây giờ! Tao phải thuyết phục đôi chơi! Có đưa đâu! Đưa giùm đi! Tao tin tưởng mày lần này! Lấy đi! Mày đếm từ 1 tới 10. Dạ vậy? Ê khoan! Cái này nó có nổ không? Thì mày đếm từ 1 tới 10, tao sẽ thả cho mày. 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ôi là bấm giả hả? Bị gạt rồi! Trương! Mày hay quá! Đâu mày không có tóc, nhưng mà ốc mày nhiều. Mày đã đưa cái viên kim cương thiệt giấu một chỗ khác. Còn cái viên kim cương đó là đồ giả mà thôi. Hay quá vậy Trường. Vậy bây giờ cái thiệt ở đâu vậy Trường? Ủa, tao nói là mày người thiết kế mà, tại sao mày đã lừa tao? Không, cái... Mày là người thiết kế mà mày trao đổi giả thật mà không, mày nói mà tao. Cái thiệt ông giấu ở đâu vậy? Mày nghĩ sao nó bự như thế này giấu trong đây nó lòi. Không, không phải giấu để cho anh em không mà. Đâu? Nè, cái gì nè? Không. Cái gì vậy? Cái này nghĩ sao kim cương mà nó mềm. Thôi rồi coi. Con này. Con này cái gì? Con này hoài. Trời ơi. Đừng có khỏe. Kim cương đẹp trời ơi. Biết thôi. Trời ơi, nó lại cho tao. Trường ơi, nó vô đi Trường ơi. Trường giữ đi. Nó mày trong cái này Trường giữ đi Trường. Mày biết nó đường gạt mà. Mày biết nó nãy là bơm giả rồi đúng không? Bây giờ nó còn dịp nó uy hiếp đảo mày đâu. À, yeah. Mày thằng nữ nữa. Bơm đâu có nổ. Ừ. Bấm đi con kia. Giờ mày sao? Ê, mày bấm đi. Hai thằng con trai nghĩ tao khùng hay gì mà tao đi cướp một mình. Anh em ơi. Dữ vậy? Khoan mày đứng trước tao đi. Mày chơi lớn vậy? Hết đường rồi. Tao đưa kim cương đó cho tao. Đông không? Tao nghĩ là tiếng la vô thôi. Cái tiếng la vô mày kêu lại lần nữa coi. Anh em ơi. Để tao kêu thử nha. Anh em ơi. Nó cũng ơi. Mày thấy không? Cái này là nó sắp đặt sẵn rồi. Tao nghi ngờ. Cái này nó sắp đặt rồi. Tao nghi ngờ. Mày hả? Tao nghi ngờ mày là đồng bọn của nó. Không có. Chứ mày tại sao nó kêu ơi? Nó kêu kia cũng ơi mà mày kêu nó cũng ơi. Mấy con kia nó. Mày lại tao. Anh em ơi. Cũng ơi luôn. Sao mà nó lớn hơn hồi nãy vậy? Ê. Bỏ lại. Mày ơi hả? Mày quýnh nó đi. Mày nghĩ sao mày vô đây mày cướp hai thằng con trai nó như thế này hả? Bắt lại giùm đi. Rồi, cột lại. Cái bụng bầu hả mày? Cột lại luôn. Này mày cột đi, Mày bánh bèo. Bánh bèo mà đi cướp bánh cướp bánh bò. Mày ơi đồ, mày la vô la ơ đồ. Trời ơi, đàn em vô tri. Chết rồi. Ủa? Tức quá chứ tức ơi. Trương. Sao? Bây giờ mày ở đây canh nhỏ này. Tao chạy đâu kia. Tao coi có ai hay không. Ừ, khoan mà chạy ra đâu? Ở đây gừng mày chạy đi đâu? Bây giờ chạy với nào có sống. Nãy giờ sống chập chờn quá. Đây chui xuống suối. Suối đâu? Đó. Trong rừng mà nó có suối, dưới đó có sống. Cái gì mà trong rừng dưới suối nó có sống. Trong rừng dưới suối nó có sống. Đúng rồi. Là trong suối. Đúng rồi. Ok. Vậy bây giờ tao sẽ chạy xuống suối. Ừ. Nhiệm vụ của mày ở đây là trói lại. Ừ. Tao sẽ kêu người hỗ trợ chúng ta. Rồi. Ok. Nhớ nha. Có gì tao chạy đi. Anh, tại sao vậy? Hả? Anh ơi, bây giờ bị bắt rồi làm sao? Bây giờ nó kêu người tới bắt mình đó. Nó bắt em rồi làm sao?
Bây giờ cái số kim cương này nè sẽ trả hết nợ cho hai đứa mình, cho anh là chính anh biết không? Để anh giải quyết. Bây giờ chỉ còn cách là hai đứa mình chạy đi chứ không thể nào. Bây giờ ở đây là sẽ bị bắt anh biết không? Anh nói em nghe, thật sự cái nghề và cái lương tâm của anh không cho phép làm chuyện này. Nhưng vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, anh sẽ chấp nhận hy sinh. Bây giờ hai đứa mình cùng chạy đi, em không muốn đi một thôi, mình hai đứa mình cùng chạy thôi, đi. Thôi thì như thế này, bây giờ anh đưa kim cương cho em. Bây giờ giả bộ em lại uy hiếp anh trở lại, được không? Nhưng mà nó không tin, anh nghĩ làm sao vậy? Nó, em cứ uy hiếp anh, em cứ uy hiếp anh. Em hãy cầm số kim cương này, đây. Và em hãy uy hiếp anh. Cần thiết em làm thiệt luôn. Em làm như thật luôn. Anh bị điên hả? Em không thể. Anh bị điên hả? Không, em muốn hai đứa mình cùng đi không? Không, em không chịu. Em không làm đâu, anh đi với em nha. Vì cuộc sống này anh có thể hy sinh cho em và con. Anh có thể hy sinh tất cả, anh có thể làm tất cả để cho con và em có cuộc sống tốt hơn. Mà con không thể, không có cha. Hai đứa mình cùng chạy đi, nó không có quay lại, nó chưa quay lại mà hai đứa mình cùng chạy. Em năn nỉ, hai đứa mình cùng chạy, hai đứa mình cùng chạy nha. Không, bây giờ mình đi. Anh nghe lời em, hai đứa mình cùng đi đi. Nghe lời em. Phải có người chịu trách nhiệm chuyện này. Nói tiếp đi. Sao ghi âm hết rồi? Sao? Dựng hiện trường giả hả? Em khống chế anh đi hả? Lâm, tao với mày có phải là bạn không? Tao với mày là bạn. Mày hiểu tao? Hoàn cảnh nó đẩy đưa thôi Lâm à. Thật sự ai đưa tao đẩy thôi. Đây là gì của mày? Mày cũng biết tao có gia đình rồi, thì mày hiểu đây là gì của tao rồi. Đây là gì? Mày nói đi. Em gái tao. Em gái tao. Mày phải là em gái nó không? Phải. Lâm à, thật sự gia đình tao nó rất là khó khăn. Vợ tao mày thấy mày điện rồi đó. Con gái thì nó đùm đùm đề đề như thế. Tao buộc phải dẫn nó em gái ra dàn dựng thôi, chứ dẫn vợ ra con tao bỏ ai lo. Nhưng mà tại sao mày qua mặt tao hả? Mày biết mày làm gì mày ảnh hưởng tao không? Bây giờ mà công an vô cuộc một cái nè, tao là người chịu trách nhiệm nè. Mày biết cái biên kim cương này bao nhiêu tiền không? 100 tỷ đó. Chứ mày nghĩ nếu không đủ 100 tỷ làm gì đủ số tiền tao lao trang trải cho gia đình tao? Một số nợ khổng lồ mày biết không Lâm? Tao làm cả đời không ra được. Phải không? Mày có phải là em gái nó không? Phải. Không. Em làm sao vậy? Tại lúc đó giờ người ta biết em là vợ nhỏ của anh. Anh dọn đi. Bây giờ tao là bạn thân của mày. Tao và mày sẽ biển thủ cái viên kim cương này. Với điều kiện mày phải giết nó. Tao với mày sẽ dựng hiện trường giả, nói là nó là ăn cướp và đồng bọn của nó đã cướp viên kim cương và giết chết nó. Tao với mày sẽ chia đôi viên kim cương ra. Trường, cầm dao, giết nó đi. Không Lâm, từ từ. Tao nói mày nghe. Thật sự mày biết tính tình tao mà Lâm. Mày nghĩ tao làm sao có con được Lâm? Mày nghĩ làm sao tao có con mà tao đã dàn dựng được cái hoàn cảnh này Lâm? Tao cũng cực chẳng đã. Tao bị ép thôi. Thiệt hả? Mày nghĩ tao đẻ được hả Lâm? Trời ơi, vậy thì vợ mày làm sao? Hai đứa con mày làm sao? Không. Tao mét liêm. Để tao nói mày nghe. Tao mét liêm. Đừng. Để tao giải thích cho mày nghe Lâm. Tao mét liêm. Lâm. Tao mét vợ mày. Mày nghe tao giải thích cái đã. Tao mét liêm. Cảm ơn các bạn.
Thật ra là anh cũng muốn tiếp tục xem coi là sẽ giải quyết như thế nào nếu như cái cuộc điện thoại này mà kết nối được với vợ của Trường. Em thật sự cái trường hợp này là em cũng tình cờ em nghĩ ra thôi, nhưng em cũng có cách giải quyết là em bị gia đình ép buộc. Nhưng vì gia đình em chấp nhận lấy vợ và sinh con. Thật sự em sống trái với lương tâm của mình là em là người mang giới tính thứ ba. Wow, dữ vậy trời, nghĩ ra nhiều kịch bản luôn á. Lớn vậy, chơi lớn vậy. Nhiều cái kết hả? Nhưng mà câu chuyện này rất thú vị là bởi vì nó có cái tính hành động á. Ngay từ những cái phút đầu tiên khi mà Lâm với Trường thôi, nó đã hấp dẫn rồi, sau đó cái bà bầu này bước vào nữa thì nó tạo ngay cái không khí cho cái vở kịch của chúng ta. Và anh thấy rằng Trường đã xử lý tất cả những tình huống một cách rất là khéo léo luôn. Rồi em lo lắm luôn anh Nghĩa. Ban đầu chào sống á, em thấy Trường tay cứ bấu vô đây. Em Như nói trời ơi chị Như ơi, bây giờ làm sao đi chị Như. Ông Trường ở đó giờ ổng giỏi ở trên cái sân banh, còn ngày hôm nay mà ra như thế này thì chị em mình làm sao đây. Hai chị em lo quá, mà thấy Trường nó đi tới đi lui đi tới đi lui, hai chị em quá lo. Mà lên đây em thấy Trường bình tĩnh từng cái, từng nhịp từng nhịp. Tự nhiên những cái phút ban đầu thôi, những cái câu thoại ban đầu thôi là em cảm thấy em an tâm, rất rất là an tâm luôn. Nhưng mà bởi vì Trường không phải là diễn viên chuyên nghiệp cho nên là những cái hành động mà diễn với Khả Như hình như làm cũng nặng tay thiệt không em? Anh ơi, đánh thiệt nha, đánh em bờm đầu tóc tay. Em chưa bao giờ diễn cái tuần nào mà em ra như con ghẻ vậy đúng không quý vị? Khi mà anh Trường mặc cái bộ đồ này ra là em quỵ trong đó luôn. Quá trời ra một cái người security mà nhìn rất là... Ra đúng cho các em ở ra hèn nè. Và anh thấy rằng thật ra Trường nói là chưa bao giờ mà diễn, nhưng mà em diễn rất là bình tĩnh và em xử lý tình huống rất là tốt. Có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ lấn nhẹ sang lĩnh vực này không Trường? Dạ thật sự là em rất là vinh dự khi được tham gia chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi. Mà em rất là lo lắng khi em tới đây anh ạ. Thật sự em có ý định là em muốn đi về. Cảm ơn tất cả các bạn. Và chúng ta đã xem một cái câu chuyện gây cấn hấp dẫn nhưng mà cũng không kém phần duyên dáng. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả có mặt tại phim trường nha. Hãy thể hiện cảm xúc của mình dành cho cái phần hóa thân vừa rồi của Bùi Tấn Trường bằng cách bấm nút bình chọn cho bạn ấy. 30 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cùng với Khả Như. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với căn phòng số 3 sau ít phút nghỉ giải lao. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và thưa quý vị, căn phòng tiếp theo của chúng ta với khách mời là nữ ca sĩ Ngọc Linh. Chúng ta yêu mến Ngọc Linh từ khi cô ấy còn là một cô bé với giọng hát trong trẻo, gương mặt xinh xắn. Và với lĩnh vực diễn xuất thì mặc dù cô ấy cũng đã từng tham gia nhưng cũng không phải là quá nhiều. Và với sân chơi của Ơn Giời Cậu Đây Rồi thật sự là một thách thức dành cho cô ấy. Hãy đến với phòng hóa trang để xem coi Ngọc Linh đang chuẩn bị gì cho phần hóa thân của mình nha. Xin mời Ngọc Linh, giọng ca quen thuộc với khán giả 8X, 9X đời đầu. Cô sở hữu giọng ca ngọt ngào cùng tính cách nhí nhảnh đáng yêu. Những bản hit gắn liền với tên tuổi của cô như Tình Thơ. Đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi lần đầu tiên, Ngọc Linh sẽ là một ẩn số mới đối với các vị trưởng phòng. Linh xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Hôm nay là lần đầu tiên Linh được mời đến đây thì Linh cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc. Ơn Giời Cậu Đây Rồi năm nay thì tất cả những trưởng phòng đều rất là đáng yêu. Nhưng mà đặc biệt là có một người trưởng phòng mà Linh rất là yêu mến, cũng như là Linh muốn được vào phòng của bạn đó, đó chính là nghệ sĩ Trường Giang. Và Linh không biết là hôm nay mình vô phòng của ai, bởi vì vô phòng của ai thì họ cũng sẽ hỗ trợ Linh thôi. Nhưng mà Linh hy vọng một xíu là được vô phòng của Trường Giang thôi mà không biết được, không hồi hộp quá. Linh rất là thích một cái câu, đó là hãy luôn chính là bản thân mình. Dù có như thế nào đi nữa, dòng đời thay đổi, vạn sự thay đổi, mình vẫn giữ được một cái tâm và một chính bản thân con người mình. Và Linh rất muốn mang điều đó đến trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi, bởi vì Linh sẽ chính là Linh. Quý vị khán giả ơi, mọi người hãy cùng đón chờ Linh ở phía sau cánh cửa của Ơn Giời Cậu Đây Rồi nhé. Và xin cảm ơn rất nhiều Ơn Giời Cậu Đây Rồi đã cho Linh cơ hội có mặt ở đây. Xin cảm ơn.
Và xin mời Ngọc Linh. Tay lạnh lắm nha Linh nha. Em sợ lắm anh ơi. Thật sự em rất là căng thẳng luôn. Bởi vì em thấy những bạn mà nãy giờ đó ai cũng hóa thân rất là tốt. Với cái trang phục này thì phù hợp với lứa tuổi của em lắm anh ạ. Nhưng không giống với Ngọc Linh thường ngày. Dạ, Ngọc Linh thường ngày năng động lắm. Em không có mặc như vậy. Thôi thì bây giờ mình cứ vào trong để mình xem coi điều gì đang chờ đón mình nha. Căn phòng số 3 ở bên mọi này. Mọi người có thể cho Linh một tràng pháo tay động viên được không ạ? Trời ơi thương quá à. Ráng lên em, ráng lên em. Mọi người sẽ bên cạnh em. Mời em. Cố lên. Anh rời. Vợ yêu của tôi đã về rồi. Trời ơi anh lại say xỉn nữa phải không? Ủa miếng nào đâu say xỉn. Chứ sao hồi nãy em vô anh thấy anh nằm đó. Ủa nằm vậy là quy định say xỉn hả? À anh ngủ hả? Anh chờ em riết mà anh chịu không nổi luôn á. Hôm nay em có lớp cho nên là em phải ở lại em phổ cập cho mấy em nó học còn yếu nên giờ em mới về. Sao gì buồn vậy? Tự nhiên về buồn. Học sinh giờ rồi. Nói nó không nghe lời anh ơi. Giờ em làm cô giáo em nản quá. Ủa em làm cô giáo gì? Em làm cô giáo ở trường tiểu học đó anh. Sao vậy? Trời ơi, tôi có ông chồng mà tôi làm cô giáo mà ổng không biết luôn. Trời đất ơi. Quên. Uống nước đi em. Sao vậy anh? Con đâu? Ngủ rồi em. Ủa mình có con hả? Ủa mình có con hả? Chứ hai đứa mình tới tuổi này mà không có con nó kỳ. Ngủ rồi. Con ngủ rồi. Thôi không có bia, hai vợ chồng mình vô đỡ đi anh. Cô giáo vậy là hư nha. Vậy bạn uống gì chưa? Chưa, ăn đâu ăn. Mới đi làm về mà ăn gì? Mới đi dậy về mà ăn gì? Sáng mai vậy anh nấu đồ ăn sáng luôn. Trời đất, rồi giờ làm gì? Giờ anh đi ngủ, em về nhà anh yên tâm rồi giờ anh đi ngủ. Ôi trời ơi, cái em gì? Em chọn bài mai đi làm tiếp. Giáo án rồi đó. Thôi anh đi ngủ đi. Ủa sao tính ra hai vợ chồng mình cũng nhạt nhẽo hả? Chứ giờ anh muốn nói gì? Tại thật ra em cũng có rất là nhiều điều trăn trở. Nhưng mà giờ... Đâu trăn trở anh... gì nói nghe coi. Em thấy anh cũng mệt. Không anh phải lắm. Trăn trở gì? Thì hai mình cũng vừa quá hả? Ai cũng nói là trời ơi hai đứa này giống như ông trời sinh ra cho hai đứa nó vậy. Chụp hình đứng kế nhau, mặt cũng giống nhau nè. Anh có cái này nè, em cũng có nè. Trời sinh một cặp anh thiệt với em. Anh chỉ buồn một điều. Buồn gì? Sao người ta giỏi giang á, đàn ông á. Nhiều người giỏi, làm này làm kia rồi. Nhà cửa xe cộ, vợ con đề huề, vợ con sống khỏe, còn anh suốt ngày bữa nay việc này mai việc kia rồi lúc thì thất nghiệp, như hôm nay là thất nghiệp nè. Rồi em phải gánh mía. Vậy thì tự nhiên mình thấy mình giống như là không phải đàn ông hay gì. Không, anh đừng nghĩ vậy. Ở ngoài xã hội ngoài kia kìa, thiếu gì người như vậy. Nhưng mà em đâu có nghĩ gì đâu. Chủ yếu á là cái tình cảm. Khi em nghe anh nói vậy thì em bị chạnh lòng lắm. Anh đừng có buồn nha. Ủa? Ba, mẹ. Ủa con, sao ba nói con ngủ mà con chưa ngủ? Ủa? Dạ. Thôi, ngủ sớm mà con ngủ không được. Sao vậy? Hôm nay sao con đi đâu mà con mặc đồ đẹp vậy? Hồi nãy á, tính đi mua đồ cho con. Dạ. Mà không có, con lấy bộ đồ Tết năm ngoái giờ mặc lại. Ủa không nhớ mai ngày gì của con hả? Hỏi gì câu gì kỳ vậy? Ủa mẹ không nhớ mai ngày gì con hả? Mai sinh nhật của con phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ bận quá mẹ quên. Mẹ quên con đừng buồn. Nhưng mà bây giờ mẹ nhớ mà. Mẹ quên nhớ. Sinh nhật con mẹ nhớ trước kịp ngày sinh nhật mà con nha. Con đừng làm khó mẹ. Sinh nhật của nhưng con mà. Vậy mẹ nhớ ngày mai là sinh nhật lần thứ mấy của con không? Mai sinh nhật thứ 15 của con đúng không? Em có bầu với thằng nào hả? Em có coi với thằng nào hả? Đâu có đâu, trời ơi, anh đừng có nói như vậy nha. Em chỉ có một mình anh với con thôi, thôi con nhắc mẹ đi mẹ. Nó mới có 8 tuổi thôi. Tại mặt con già rồi chứ con mới 8 tuổi.
Rồi. Cả thế giới đang nhìn vô con mình để mà chuẩn bị họ tìm một phương pháp nghiên cứu á. 8 tuổi mà được như thế này. Em mừng lắm đó anh. Anh nên mừng đó. Hai vợ chồng mình có chút ép hà. Mà đứa con 8 tuổi nói vậy là hai vợ chồng tuổi mình mà nó cao cỡ này á. Mà nó 18 tuổi là ngay nóc nhà luôn. Có, trời ơi anh có chọc con hoài. Mai mốt con sẽ làm siêu mẫu giống như chị Minh Tú con ha. Dạ đúng rồi. Trời ơi chị Minh Tú. Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh thân mến, vợ tôi là một cô giáo dạy trường âm nhạc. Và ngày hôm nay là tới giờ của cháu là con gái tôi bắt đầu học luyện thanh để càng ngày hát càng hay hơn. Bây giờ mẹ sẽ dạy con hát bài một bài về gia đình rất là dễ thương mà mẹ đã rất là thích hát từ hồi mẹ còn nhỏ cho tới lớn luôn. Bài dạ. Cho con nha. Cho con. Anh thuộc bài đó không? Trời nói gì nữa. Rồi, vậy là cái bài đó là anh phải hát trước. Cho con mà anh làm ba thì anh phải hát trước chứ. Trời ơi, em đừng có khinh thường anh. Bà sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba. Con hát đó con. Con của ba rất hoa. Vì con là con mẹ. Con của mẹ rất ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền con đừng quên con nhé ba mẹ là quê hương. Thôi à, Khánh á là Khánh nói là đáng lẽ là tới sớm hơn nhưng mà do hôm nay công việc ở bệnh viện á là nó nhiều quá cho nên đến trễ một tí thì đó thì chú Khánh á chào cả nhà. Rồi Khánh hả? Chào chú. Trời ơi gia đình hạnh phúc ha. Cảm ơn Khánh nha. Đó, đây là bạn của ba mẹ cũng nhiều năm rồi. Thôi bạn đừng có giới thiệu tôi với bé Thơ còn lại gì nữa đúng không con? Dạ con gặp chú mấy lần rồi. Dạo này con ngủ sớm không? Dạ có. Có ăn đầy đủ không? Dạ có, chú dặn sao là con làm đúng như vậy luôn. Thôi con vô nhà đi để Dạ. Vô đi con, vô một xíu nữa đi rồi mẹ vô nha, mẹ nói chuyện với bác xíu. Bye bye con. Dạ. Ngủ ngon nha con. Chú, mai sinh nhật của con đó. Vậy hả? 18 tuổi đó. Vô nghỉ ngơi đi, mai chú tặng quà cho. Hôm nay tôi tới đây, tôi cũng chuẩn bị một cái món quà cho hai bạn. Thật ra là tôi tìm hiểu kỹ lắm rồi. Bệnh của bé Thơ trị được. Mừng quá anh ơi. Tôi có liên hệ với đồng nghiệp của tôi bên nước ngoài á, thì người ta nói là người ta bận, người ta về đây người ta chữa cho bé không được, cho nên là gia đình mình chịu khó, mình phải đi qua bên Mỹ. Người ta sẽ thay tủy cho bé Thơ. Thay tủy hả? Đừng lo. Tỷ lệ thành công là trên 70%. Gia đình đừng có lo ha. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đọc báo nhiều, mấy cái bệnh mà về xương về tủy này á, thực sự là không có hy vọng. Mà phải chi mình có tiền gì người ta chán ghê. Thôi em đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh nói rồi. Em ngồi đi. Anh xin lỗi. Bác sĩ có biết không? Hai vợ chồng tôi mới hát mừng sinh nhật cho con gái. Bài hát cho con. Bé Thơ vẫn hồn nhiên ca hát mà đâu có biết là thôi, bây giờ như vậy đâu. Đừng khóc nữa.
Không sao đâu anh ha, mình cố gắng mà. Cũng đã năm rồi, cũng đã khổ cực nhiều, cũng đã tới ngày hôm nay rồi. Bây giờ vậy, nếu như mà ở bên nước ngoài á, là người ta khẳng định là có thể được đúng không? Được. Thế thì người ta có cho mình một cái giá tiền rồi đó, là mình có thể nào có nhiều đó tiền để mình lo hết được không? 100.000 đô. 100.000 đô lận. Nhiều lắm đó. Yên tâm đi, bạn bè của tao bên đó sẽ giúp đỡ, sẽ hỗ trợ mình nhiều mà, không sao ha. Được rồi. Chi phí dự định thôi. Dự định nhưng mà khả năng là được đúng không? Được. Là chữa được. Bây giờ tôi sẽ tìm cách cố gắng giúp em ở nhà nha. Anh về liền. Anh đi đâu vậy? Anh chạy qua nhà máy anh em thân thuộc để hỏi được gì hỏi. Rồi. Vay được gì vay. Rồi. Linh à, nhìn em khổ như vậy anh chịu không có được. Hay là em để nửa phần đề về sau của em anh lo cho em nha. Em đã chọn cuộc sống như vậy rồi, và em thấy hài lòng với nó. Em sẽ không chọn lại đâu. Anh đứng ở ngoài anh nhìn vô anh xót lắm. Ngày xưa hai đứa mình yêu nhau, anh hứa anh sẽ chăm sóc cho em mà. Vậy anh có chăm sóc cho em không? Hay là anh chỉ hứa? Nhưng mà em biết không, thời gian qua anh nhìn em như vậy, anh chịu không có nổi. Anh thật lòng yêu thương em. Em cảm ơn anh, nhưng mà bây giờ anh Giang thương em lắm, và gia đình em cũng đang rất là hạnh phúc, nên em không muốn đâu. Anh đừng nói gì hết. Anh giúp gia đình em, giúp con em là em cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Nhưng mà mình chỉ dừng lại như vậy thôi anh nha. Đừng nói gì nữa. Nhưng mà anh thương em lắm Linh ơi. Chồng em sắp về rồi đó, anh đừng có làm như vậy nữa. Em chịu khổ được, nhưng mà có bao giờ em nghĩ tới con của hai đứa mình nó chịu khổ được không em? Anh là ba của nó mà. Con bé thơ đó là ruột thịt của anh. Anh xin lỗi, anh hứa với em là anh không nhắc chuyện này nữa, nhưng mà em thấy rồi đó, gia đình em không đủ điều kiện để lo cho bé thơ. Cuộc sống của nó mới có 8 tuổi à, tương lai của nó như thế nào? Em ơi! Sao rồi anh ơi? Anh có mượn được ai không? 100.000 đô mà em nghĩ anh mới đi ra có 5 phút mà mượn được hả? Mới gõ cửa nhà người ta thôi là người ta nói mày thất nghiệp tới đây chạy về đi. Giang à. Hả? Số tiền đó để tao lo cho bé thơ. Tao biết mày thương thơ, mày coi nó như con mày. Nhưng mà nhiều tiền lắm. Không Giang, mày nghe tao nói nè. Tao biết mày có tiền chứ phải tao không nói là mày không có tiền. Bé thơ, tao sẽ lo cho nó. Bao nhiêu tiền tao cũng lo. Tao xin phép hỏi ý kiến vợ tao cái. Em, bây giờ vậy, nói thật ra là anh cũng hết cách rồi. Bây giờ Khánh nó nói là nó sẽ giúp, nó lo cho bé thơ. Anh thì anh quý cái tình cảm của Khánh, nhưng mà em là mẹ, anh cũng phải hỏi qua ý kiến của em. Chứ thực sự ra anh cũng hết cách. Phải chi nó là con ai con ngồi đường. Mình nhìn mình cũng thương rồi mình quên, nhưng nó là con ruột của anh. Anh Giang ơi, anh cũng buồn mà em. Đừng. Anh Giang ơi, bé thơ không phải là... Thôi em đừng có nói nữa mà. Không phải là ai cho mình lo được, nhưng cái thời điểm này là không lo được. Nhưng nó không phải là con của anh đâu. Em xin lỗi anh vì đã giấu anh chuyện này. Linh à.
Em xin lỗi cả hai người. Em là một người vợ và một người mẹ tồi. Không, em đừng nói vậy. Thực ra câu chuyện này anh biết từ lâu rồi. Vậy tại sao anh vẫn lặng thinh và chọn cách yêu thương mẹ con em? Cái người anh thương là em chứ không phải là quá khứ của em. Nhưng mà ngày hôm nay mọi chuyện đã vỡ lở như thế này, và cơ hội đối với Peter là đang sáng nhất. Con của mình nó khổ đến như vậy đó. Em đành lòng nhưng mà anh không có đành lòng. Phải làm sao đây? Anh hỏi em câu hỏi làm sao? Thì bản thân em cũng không biết trả lời. Phải làm sao? Em chỉ có một ý này thôi. Nếu chúng ta cùng yêu thương bé thơ như vậy thì chúng ta hãy đóng góp. Hai vợ chồng em góp sức, anh góp tiền. Anh góp tiền? Anh này nè, hai vợ chồng mình mà, hồi nãy em nói hai vợ chồng mình mà. Đưa bé thơ đi qua nước ngoài như hồi nãy anh nói, chữa trị được không? Nhưng mà Linh à, bé thơ đi ra nước ngoài, nó cần có một người mẹ đi theo chăm sóc cho nó. Thì em sẽ đi với con, nhưng với điều kiện phải có anh Giang đi cùng. Nhưng mà em ơi, đi nước ngoài nó không phải như là đi suối tiên hay đầm sen chơi. Hai cha mẹ đi với con đi, còn tôi ở đây một mình cũng được. Khánh, hứa với tôi lo cho hai mẹ con đầy đủ. Trời ơi em ơi, coi người ta có thương em đâu. Người ta nói em là em đi với anh. Nếu như mà nó yêu thương em, nó níu giữ em lại, nó chăm sóc cho em. Còn bây giờ em nhìn nè, thằng đàn ông vô dụng, em chấp nhận em sống với một người đàn ông không có bản lĩnh như vậy hả? Anh im đi. Anh lấy cái quyền gì mà anh xúc phạm chồng tôi? Anh hứa với em một việc được không? Rằng em chỉ đi với bé Thơ và anh Khánh đi qua Mỹ để chữa trị thôi. Nhưng khi con nó khỏe rồi thì em sẽ quay trở lại và mình sẽ sống trong ngôi nhà hạnh phúc này. Đói khổ gì mình cũng có nhau hết á. Anh mập em cũng mập, anh ốm em cũng sẽ ráng ốm nha. Thật là bất ngờ luôn Linh ơi. Anh cứ có cảm giác giống như là đây là một cái kịch bản, là một cái câu chuyện mà em đã biết trước. Không có một cái cảm giác gì là Linh đang bị các vị trưởng phòng ở đây xoay với những tình huống này. Trường Giang có cảm giác vậy không? Trước khi làm cái bản này em nghĩ là chắc chị Linh sẽ rất là cảm xúc. Em với Khánh với Biểu Ca ngồi trong nói chắc chắn chị Linh sẽ chọn á là đi cùng nhau hết vì đứa con. Cho nên là nãy cố bẻ thêm mà cũng không bẻ được. Bởi vì Linh là một người mẹ, cho nên là cái cảm xúc của em với cái câu chuyện mà liên quan tới đứa con của mình nó rất là mãnh liệt. Hoàn cảnh của trong cái vở kịch này thì nó hơi ngược lại với em, là đây là đứa con bệnh. Còn trong hoàn cảnh đời thường của em là em bệnh. Khi em sinh đứa con em 1 tháng tuổi thì em bị chẩn đoán là ung thư mũi. Em đã có từng tâm sự với anh Nghĩa rồi. Thì em nghĩ rằng là nếu mà sống thì cũng không có được mấy tháng à. Cho nên khi mà Trường Giang nói cái trường hợp là bé Thơ bị bệnh á, tự nhiên tới lúc mà ở cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh mà khi em mở cửa phòng em thấy mẹ em đang ngồi ru con em, thì em nói với mẹ em là mẹ ơi, ngày mai con phải đi mổ rồi, bởi vì người ta chẩn đoán con bị ung thư. Thì hồi nãy khi cái khoảnh khắc đó nó ùa lại giống như là khi em ôm mẹ em, và cái ôm hay cái nức nở mà em dành đó chính là em hình dung Trường Giang chính là mẹ của em. Và bên cạnh là chiếc nôi với đứa con chưa hề biết mặt mình. Cảm ơn Linh. Có lẽ với những cái sự việc, những cái biến cố trong cuộc sống mà em đã trải qua, cho nên là em đã có rất là nhiều cảm xúc trong cái câu chuyện này. Và anh thật sự anh cảm nhận là gần như là em đang sống với vai diễn này, chứ không phải là em là một Ngọc Linh nào khác, mà em đang là nhân vật ngay trên sân khấu này. Cảm ơn em rất là nhiều, và chúc cho em sẽ có nhiều sức khỏe hơn Linh nha. Cảm ơn em.
Một lần nữa cảm ơn Ngọc Linh, cảm ơn Trường Giang, Puka và Quốc Khánh. Và thưa quý vị, nếu như quý vị đang xem phần hóa thân vừa rồi của Ngọc Linh, đã làm chúng ta cảm thấy xúc động, đã làm trái tim của chúng ta rung cảm, thì hãy bấm nút bình chọn cho Ngọc Linh nha. 30 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và một tràng pháo tay nữa dành tặng cho các vị trưởng phòng cũng như là Ngọc Linh. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, còn căn phòng cuối cùng, đó là căn phòng mà khách mời Xuân Tiền của chúng ta sẽ phải bước vào để xử lý tình huống. Và trước khi đến với căn phòng này, hãy nghỉ giải lao ít phút nha. Mời cuối cùng của ngày hôm nay, diễn viên Lê Xuân Tiền. Và chúng ta hãy xem Tiền đang chuẩn bị như thế nào cho phần hóa thân của mình. Xin mời. Lê Xuân Tiền, nam diễn viên trẻ tài năng, sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình nam thần sáu múi. Anh từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi qua bộ phim điện ảnh Ăn Khách, Gái Già Lắm Chiêu phần 2 và 3. Xuất hiện lần đầu tiên tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi, liệu Lê Xuân Tiền có mang đến một màu sắc mới lạ cho chương trình? Xin chào, mình là Lê Xuân Tiền và hiện tại Tiền đang là người mẫu và là diễn viên. Chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi là một cái chương trình mà Tiền cực kỳ thích. Nhưng mà sau rất nhiều mùa mình xem á, mình cảm giác hồi hộp lắm. Mình không biết là mình có đủ sức để mình tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi hay không. Thì cho tới bây giờ thì mình cũng đã nhiều năm trong nghề rồi. Và may mắn cho mình là mùa này có ngỏ lời mời với Tiền là Tiền sẵn sàng tham gia và thử thách bản thân. Hiện tại thì ai cũng làm tốt hết. Tới lượt mình thì bắt đầu mình lo lắng và dĩ nhiên rồi, mình tham gia một chương trình nào á, ngoài cái việc mà mình mang tiếng cười đến khán giả thì mình cũng muốn giành được cái phần thưởng cao nhất. Thì Tiền hy vọng là trưởng phòng sẽ nhẹ tay nương tay giúp đỡ Tiền để Tiền có thể có được cái giải thưởng rất giá trị từ Ơn Giời Cậu Đây Rồi, đó là chiếc cúp. Cố lên Tiền ơi, mình làm được. Khán giả hãy chờ xem Lê Xuân Tiền sau khi bước vào căn phòng này nhé. Và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón quay trở lại sân khấu Lê Xuân Tiền. Sao? Với cái bộ trang phục này thoải mái đúng không? Dạ. Năng động, trẻ trung. Đúng với những cái gì mà hàng ngày của em, nhưng mà chỉ có cái không đúng là nhịp tim em tăng quá. Hàng ngày nhịp tim nó khác đi. Cảm giác y như em vừa mới chạy bộ xong anh. Nhịp tim tăng nhưng mà kiểu cảm giác hồi hộp lo lắng y như là giống như lần đầu tiên mình đi casting vai diễn trong phim á hả? Dạ. Em biết rồi đó, trưởng phòng trong căn phòng số 4 là hai người còn lại thôi, Mạc Văn Khoa với Lâm Vĩ Dạ. Dạ. Cũng chân yếu tay mềm lắm, cho nên cái gì cũng nương nương tay chút xíu kìa Tiền nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Bây giờ đây là căn phòng số 4 của em, mời em bước vào. Ơn Giời, thằng bạn Chí Cốt mới đi du học ở bên Thái Lan của mình về đây rồi. À, mình là bạn đúng không? Ừ, hai đứa mình là bạn. Này, chào bạn. Ôi sao hai đứa mình chơi với nhau từ nhỏ, cùng đi du học bên Thái Lan với nhau mà bắt tay khách sáo thế? Tại tao nhớ quên quên á, tao cũng không biết là hôm nay tao tới đây với mục đích gì nữa, tao có hẹn gì mày không? Đây là nhà bạn mà. Căn nhà này là nhà của bạn. Trời, bạn bè chơi với nhau kêu qua nhà chơi bắt mình trông nhà nửa ngày trời rồi, nãy giờ đi đâu đấy? Mà mình lo quá nè, bây giờ bạn phải giữ cái bí mật này nha. Bạn phải giữ thật là kín, hiểu chưa? Mà bí mật gì? Thì bạn tự nhiên nhìn như thế này rồi bạn thì biết hay sao? Bạn giải phẫu rồi đấy. Thiệt hả? Ừ. Trời ơi, con thiệt đấy hả? Hả? Nhìn vậy thôi, bên dưới xong hết rồi. Để đi kiểm tra coi thử nha. Hả? Kiểm tra cái gì? Chính bạn là người nhờ mình dẫn dắt tư vấn cho cái chỗ đấy mà. Hay là do làm cái đó mà chỉ nhớ mình quên ta?
Vậy hả? Nếu vậy phải ăn uống ngủ nghỉ vào, bởi vì cái đấy nhiều khi nó ảnh hưởng tới trí nhớ đấy. Thế bây giờ có đau lắm không? Không có cảm giác. Không có cảm giác luôn hả? Không có một cảm giác gì hết. Nhưng mà nhớ nhá, làm thế nào mà giấu ba được hay thế? Thì về tuần này chứ cũng có gặp được ổng đâu. Đâu, mấy nay ở nhà suốt mà. Mà thấy ông tới nhà mà mình cũng nhờ bạn qua bạn coi giùm á, mình đâu có dám ở nhà đâu. Hả? Đâu có dám ở nhà, đâu có dám nói với ổng đâu, đâu dám để ổng biết. Là chưa nói ra đúng không? Sao nhớ nha, nói đừng được. Có nói nha. Tại ba bạn bệnh tim mà. Nói ra bây giờ mới biết một cái là chết luôn đấy. Đó, mình là nói thật là chưa có một thằng bạn nào mà tốt như mình luôn á. Honey. Ủa? Sao lại Honey? Sao lại hẹn dạ qua đây? Ủa mà dạ là ai? Dạ là người yêu bạn đó. Thế hả? Ừ. Tôi có người yêu nữa. Đúng vậy. Con gái. Honey. Tôi lánh vào trong. Ôi, tôi lánh vào trong nhá. Đâu nha. Honey. Hả? Không có ai ở nhà hết. Để em khóa cửa. Wow. Ơn rồi. Người yêu mà em đã đợi chờ 3 năm đây rồi. Ủa, em chờ anh 3 năm đi Thái luôn á hả? Đúng như vậy. Anh đi du học mà, cho nên là em ở nhà, em đợi chờ anh. Ở nhà em chăm sóc ba nè, em chăm sóc nhà cửa, em chăm sóc tất cả những gì thuộc về anh. À. Nhưng mà ba anh đang ở đâu rồi? Ba ở bệnh viện á. Tại vì ba bị tim bẩm sinh từ nhỏ tới lớn á, cho nên là dạo này ba lớn tuổi, ba hơi mệt á, ba ở trong bệnh viện. Nhưng mà anh đừng lo, tình hình sức khỏe của ba hiện tại rất là ổn. Thôi ngồi xuống đây đi. Dạ, em ngồi nha. Mà anh biết không, em xa anh 3 năm rồi. Em nhớ anh dữ lắm á. Vậy hả? Nói chung cũng để dành 3 năm rồi. Em nhớ lắm. Em nhớ những cái gì mà anh nói với em. Em nhớ những cái lá thư anh gửi cho em. Anh nói chuyện rất là lãng mạn. Anh nhớ anh nói gì không? Đâu, em kể anh nghe đi, xem có thể em có nhớ đúng thiệt như là em nói không. Anh thả thính á, từ khi yêu em, anh yêu động vật nhiều hơn. Bởi vì khi nhìn em, anh thích thú. Thích thú hả? Hai đứa mình. Ok. Ừ, còn đâu mà. Anh còn cái gì? À không. Anh mới nói còn cái gì á? Anh mệt á, còn sức đâu mà. Anh không còn sức. Anh em sẽ làm cho anh có sức lại thôi. Cái ghế này cũng được, khu vực này cũng được, em thấy nó thú vị đó. Anh thấy sao? Anh có hẹn á, anh sắp đi rồi. Anh đi đâu? Anh mới về, anh đi đâu? Em biết rồi đó, bây giờ công ty ba anh bệnh á, đâu có ai lo đâu, anh phải đi lo.
Công ty là em một tay em lo hết rồi. Đấy vì bây giờ anh về thì anh phải để cho em nghỉ ngơi đó, còn đi lo. Anh nghĩ là mấy cái chuyện đó mình để sao đi. Tại vì hả? Sao? Tại vì anh muốn á, là cái gì nó cũng phải có thời gian, nó phải thoải mái một tí. Bây giờ thấy không, sắp tới giờ anh phải đi rồi, mình cập rập quá nó. Ủa sao em thấy gặp nhau á, anh không có giống như những cái gì mà anh nói chuyện với em vậy? Người ta nói là xa mặt cách lòng. Hồi nãy giờ em thấy anh xa cách với em lắm. Đây bây giờ anh không có xa cách trời với trời em. Trời ơi anh đi ra đi. Em buồn rồi, em giận rồi. Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao? Em muốn anh phải làm những cái gì mà anh cần làm với em. Ngay bây giờ. Anh có bị gì không vậy? Thì anh đã nói rồi, công việc nhiều anh bị mệt. Không, anh nói thiệt, sắp tới giờ anh phải đi rồi đó em. Ủa Dạ, Dạ qua đây hồi nào đấy? Giúp tao đi. Thì nãy giờ thấy rồi. Ủa khoa qua coi nhà giùm anh. Nãy giờ ở trong kia nấu ăn. Nãy giờ khoa ở nhà mà anh không nói. Thì anh nói có người đó mà em không có chịu nghe. Thì anh cứ nói là có khoa đi để em bớt làm điên làm khùng lại. Đó nên là anh đâu có chịu đâu, chứ không nãy mà đè ra đây là chết rồi. Ôi trời ơi, nhà tôi sao đóng cửa vậy? Ôi mà bảo hồi nãy tôi lỡ khóa cửa, nãy lỡ khóa cửa. Trời ơi, khóa cửa. Ủa bà. Trời ơi, ủa mà... Ơn trời, con trai của tôi về rồi. Trời ơi. Thôi thôi, đợi đợi ba. Đây con cầm, để con cầm nhá. Ba khỏe chưa mà ba đi về vậy? Tao vướng cái tay bác, bác đang vô. Đừng có kéo con rồi, để bác cầm rồi. Rồi, để xuống. Đừng có rồi, kéo. Rồi, ba ngồi xuống đây đi. Dạ. Ủa bác ơi, sao bác trốn viện về vậy? Sao trời em nói là ba anh đang ngủ rồi. Hồi nãy bác nói bác ngủ rồi, con mới về chơi với anh Tiền mà. Không phải, ba vui quá con ơi. Ba ở trong bệnh viện, ba chuẩn bị mổ tim. 2 ngày nữa mổ rồi, bác sĩ nói phải cho nghỉ ngơi. Nhưng mà nó trộn không được. Con trai tôi về rồi, cho tôi về đi. Ba sắp mổ tim mà ba vui hả ba? Vui lắm. Vui mổ lên. Mệt lại rồi. Ba mệt. Là làm sao cho ba khỏe đi? Ba. Không sao. Rồi. Trời ơi, con trai tôi đụng vô cái tôi vui lại liền. Tôi hết tim liền. Nhưng mà con lại đây ba nói nghe. Dạ. Lại đây. Ngồi xuống đây. Không, con ra chỗ khác ngồi. Để con trai bác ngồi đây. Sao đi Thái Lan học vui không con? Vui lắm ba. À vui hả? Dạ. Học được gì? Học được nhiều. Nhiều không? Nhiều, ba hỏi khoa là ba biết. Thời gian qua con đi du học, con già nó cũng ngồi ở nhà nó chờ con. Dạ. Ba có chuyện gì nó cũng qua nó hụ hợ nó lo cho ba. Dạ. Ba lên cơn tim nó cũng vô bệnh viện nó lo cho ba. Dạ. Nó không khác nào là con dâu ở trong nhà hết. Giờ không mấy con về rồi, con xúc tiến cái chuyện cưới em đi con ha. Thì ba cũng phải cho con thời gian, chứ ba còn mổ tim nè, xong rồi ba còn hồi phục sức khỏe thì ba mới con cần thời gian. Nhưng mà ba sợ ba hết thời gian rồi, rồi lỡ ai vậy, ai mà có cái tai thỏ giống tôi vậy? Người yêu của em ý. Này, sao lại người cái theo đuổi ấy? Nhau 3 năm rồi đấy. Tán tỉnh người ta 3 năm người ta mới đồng ý đấy. Cái gì? Ôi dồi ôi, sao lại vào lúc này? Nói cho nghe nhá, không phải dễ theo đuổi đâu nhá. Tán đây, xong rồi phải có những cái câu mà nó đi vào trái tim cơ. Khiếp nói một lần mà cứ nhớ mãi. Ôi dồi ôi. Từ khi yêu anh, em yêu động vật hơn. Vì nhìn anh em thích chú. Ủa là sao Tiền? Tiền ra. Cái gì vậy? Thôi tôi bị bệnh tim. Đừng. Ba ơi, xin ba cho con với cả em Tiền được 100 năm hạnh phúc nhá. Em Tiền. Wow. Sao vậy con? Ủa thì ra anh tránh né em là tại vì con thỏ này á hả? Ba thương con không ba? Ba thương con chứ. Nhưng mà sao? Chuyện gì ba không biết gì hết trơn vậy con?
hàng chi bao nhiêu nước không chịu đi học, qua Thái học là tôi nghi nghi rồi. Con sao vậy? Sao tôi về tôi vui, tôi lo cho con tôi mà sao? Ôi vậy trời, bác vậy? Bác bình tĩnh, bác ơi, bác bình tĩnh. Sao vậy con? Hả? Từ từ tán ra, tôi ngợp tán ra. Ngợp, làm ngợp, ngợp, đừng có bu bác, để bác thử. Bác thử đi bác. Ba thương con. Dạ, bác thử. Nhưng mà có chuyện gì sao con không nói cho ba nghe? Hiền, em nói đi. Con đâu có nói được. Từ nhỏ tới giờ con đều sống theo nguyện vọng của ba. Ba kêu con học cái này là con học cái này. Ba kêu con làm cái kia là con làm cái kia. Ba đâu có bao giờ lắng nghe con, đâu có bao giờ hỏi con muốn cái gì. Và con sống như vậy có hạnh phúc chưa? Rồi riết đó, ba nhìn coi, con giống như con đang tồn tại chứ con không được sống nữa. Ba sinh con ra, ba ép đặt mọi thứ hết. Ngay cả dạ đây, ba cũng là người chọn dạ về. Ba có hỏi con thích dạ không? Ba cứ suốt ngày ba đem cái bình tim của ba ra, ba đe dọa con. Trời, trời ơi, lẽ tôi cầm cái đơn bệnh tôi ra tôi đưa cho nó coi chứ. Thôi bác bình tĩnh, bác bình tĩnh bác ạ. Thôi ba hiểu rồi. Thôi bác lại ghế ngồi, bác ngồi cho đi. Bình tĩnh đi bác. Rồi, để... Cái gì vậy bác? Lột ra luôn đi. Trời ơi, sao vậy? Tôi tỉnh táo lắm rồi. Bây giờ tóm lại, đây là người yêu của con đúng không Tiền? Dạ. Sao mà từ lúc cái con này nó vô là tôi ứa gan thiệt chứ. Từ lúc nó vô là rối đuôi mọi chuyện hết trơn hết trời à. Thật ra nếu như con nói sớm cho ba biết chuyện này ba cũng đồng ý mà. Ba cũng lắng nghe con mà. Ủa sao vậy? Sao nghĩ tôi không lắng nghe? Chỉ là ba sợ con là còn nhỏ, con không biết đường đi nước bước. Cưới vợ ba cũng chỉ, cưới nhà đàng hoàng, đi học ba cũng chỉ chỗ học đàng hoàng. Bây giờ con có như thế nào ba cũng thương con mà. Thì tại con cũng đâu biết đâu ba. Tại con biết gia đình mình có một mình con là nam mà. Nguyên một dòng họ cũng là có mình con mà. Bây giờ mà con cũng như vậy luôn thì ba cũng mất nòi giống của ba. Trời, bác ơi, sao bác làm con ứa gan thêm bác nữa vậy bác? Ứa cái gì bây giờ là bác ấy là... Trời ơi, là bác cho phép chuyện này hả? Không không, bác xin lỗi con. Bác xin lỗi cái gì mà bác xin lỗi bác? Bác có trả lại cái tuổi thanh xuân cho con được không? Quá rồi. Em nói em thương anh đúng không? Con mày tao ứa chị. Ôi trời ơi, Diệp ơi. Gì vậy là... Diệp nói gì đi. Làm cái gì trong nhà tôi vậy? Tiền ơi, nó hơn em cái chỗ nào? Tiền ơi, hơn cái chỗ nào? Thôi bình tĩnh đi. Hơn cái chỗ nào? Dạ bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì? Bây giờ ai cũng hạnh phúc hết, ai cũng gọi là hài lòng hết, còn tôi thì sao? Tất cả những cái gì mà em nhận được từ cái nơ, những cái lá thư đó đều là bạn của anh nè. Wow. 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 Trong suốt bao nhiêu năm tháng bên nhau em đâu có nhận ra được. Khoa mới là cái người thích em, thương em. Còn anh đâu có chọn cái màu đó, anh chọn màu này nè. Wow. Tiền ơi, bạn hay quá bạn à. Thì bạn giúp mình nhiều mà bây giờ mình phải trả ơn bạn chứ bạn. Trời ơi, đúng như vậy. Dạ. Thôi, tới giờ phút này rồi. Đúng, tất cả những cái lá thư, những cái món quà đấy là Khoa. Khoa một mình, Khoa bên đấy, Khoa soạn, Khoa viết, Khoa mua, Khoa gửi về cho Dạ đấy. Khoa yêu Dạ thật lòng mà. Dạ ơi, tại bởi vì bao năm nay Khoa thử biết là Dạ là cứ khoái tiền không à, mà không hề khoái Khoa. Cho nên Khoa không dám nói ra, hôm nay tiện tiền nó nói thì Khoa nói luôn. Vậy sao ngoài đó giờ không nói? Tại Khoa ngại anh đâu dám nói đâu. Không ấy, ba giờ ba chọn ngày lành tháng tốt đi ba. Hai cặp mình tiến hành luôn đi ba.
Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một cái tình huống gọi là dở khóc dở cười mà các trưởng phòng và phó phòng ở đây đã đặt ra cho Tiền. Em có thấy quá khó để mình phải vượt qua nó hay không Tiền? Khó lắm anh. Như lúc đầu thì em mang hình hài này đi vô, em tưởng đâu em cũng là vai chuẩn bị đi đâu du lịch về rồi đó. Xong rồi vừa vào chưa chuẩn định thần được, chưa bớt run là nghe một cái tin là em đã cắt rồi. Coi như là Khoa đã đưa cho em một cái thông tin mà nghe là như sét đánh bên tai. Chính vì thế là khi nhân vật của Dạ vào là mình không thể nào mình làm được cái gì hết. Dạ. Và nó là một cái tình huống khó xử cho mình. Xong đúng rồi, không? Dạ, chị Dạ vào thì còn ép mình là phải mà cũng ấu mà không ấu. Nhưng mà cái cách mà Tiền khi mà xử lý vào cái tình huống cuối cùng á, mọi người thấy như thế nào Khoa? Khoa quỳ xuống. Tụi em quá bất ngờ anh ạ. Bởi vì là tụi em, hai chị em và mọi người cũng là tính cái nước là sẽ gỡ cho chị Dạ là sẽ về với em. Là sau lúc mà Tiền nói là sau sắp tới em sẽ có những cái gợi ý, những cái gieo nhẹ để mà cho Tiền gỡ được về cái còn một người này là nợ gánh này. Thì cuối cùng là Tiền giải quyết được cái đấy là coi như là Tiền giải quyết luôn. Trước dạ. luôn cả cái dạ. việc mà em sẽ làm đúng không? Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn. Và thưa quý vị khán giả, bây giờ sẽ là lúc chúng ta bình chọn cho Lê Xuân Tiền nếu như yêu thích phần hóa thân của bạn ấy. 30 giây bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn các vị trưởng phòng Lâm Vi Dạ, Mạc Văn Khoa, Quốc Khánh và Trung Rồi. Còn bây giờ thì anh mời Xuân Tiền quay trở lại sân khấu chính cùng với anh nha. Đi nào. Dạ thưa quý vị, các khách mời của chúng ta đã quay trở lại sân khấu chính. Và đây sẽ là giây phút quan trọng khi chúng ta biết rằng ai sẽ là người cầm trên tay chiếc cúp của Ơn Rời Cầu Đây Rồi tuần này. Xin lời chiếc cúp nha. Cảm ơn em. Hôm nay đến với chương trình này, Tiền cảm nhận như thế nào? Trước khi mà tham gia chương trình thì em đã xem rất nhiều tập Ơn Rời Cầu Đây Rồi. Rồi thì hầu hết mọi người đều nói là đứng trên này nhịp tim rất là tăng luôn á, mặc dù là ai cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Thì hôm nay em tới đây và em cảm nhận được cái điều đó. Tới và không biết trước một kịch bản gì, không biết trước vào phòng ai và không biết trước là mình sẽ gặp khó khăn gì, trở ngại gì á. Nhưng cuối cùng mình cũng đã vượt qua đúng không? Còn với Linh thì sao, em có hài lòng với phần thể hiện của mình ngày hôm nay không? Dạ tới giờ em cũng không biết sao mà em diễn được như vậy luôn. Em nghĩ là em mang những cái cảm xúc thật của mình vô thôi. Sau cái phần trình bày của mình thì em thấy nhẹ nhõm. Sau phần trình bày mình vượt qua được một thử thách đúng không? Với Minh Tú thì sao nè? Em đến đây thì tâm trạng lúc đầu rất là hồi hộp, nhưng bản thân của em hiện tại thì em cảm thấy em rất là vui bởi vì em vượt qua được trong những cái thử thách của bản thân em. Cảm ơn em. Còn Trương? Đối với em thì trời, em đã vượt qua được con chăn này rồi. Không phải là người trong nghề, trong ngành, em là một cầu thủ và em tham gia các chương trình này và phải ứng biến mọi tình huống mà trưởng phòng đặt ra mà không biết trước một kịch bản nào, thật sự rất là khó đối với em. Mà rất là may mắn là em đã vượt qua được và em còn đứng đây được. Đó là cái điều thú vị của chương trình chúng ta, khi không khách mời nào biết trước chuyện gì sẽ dành cho mình cả. Và các bạn bằng cái tài ứng biến thông minh, duyên dáng của mình, các bạn đã vượt qua. Và chúng ta đã mang đến cho quý vị khán giả một đêm nhiều niềm vui cũng đầy cảm xúc. Và bây giờ thì anh xin được phép mở cái phong bì này ra. Trong đây là lượt bình chọn từ phía quý vị khán giả. Và cũng như mọi khi, anh sẽ đọc tên hai người nhận được sự bình chọn cao nhất từ phía quý vị khán giả. Xin được chúc mừng người có số phiếu bình chọn cao từ phía quý vị khán giả chính là Tấn Trường. Với cái tài ứng biến nhanh và rất là duyên dáng của Trường thì em đã chiếm được cảm tình của quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Và người thứ hai, có lẽ mọi người cũng đã đoán được người đó là ai, đông đầy cảm xúc, đó chính là ca sĩ Ngọc Linh. Và chiếc cúp của Ơn Rời Cầu Đây Rồi tuần này với số phiếu bình chọn cao đã thuộc về Tấn Trường.
Ngọc Linh. Ngọc Linh. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi nhận được số phiếu bình chọn từ phía quý vị khán giả dành cho hai khách mời của chúng ta ngang bằng nhau. Có nghĩa là chiếc cúp ơn rời ngày hôm nay sẽ thuộc về hai khách mời. Đây là điều không phải là chưa bao giờ xuất hiện trong chương trình, nhưng rất hiếm, các bạn đều làm rất là tốt. Một Tấn Trường hài hước, vui nhộn và giải trí, và một Ngọc Linh sâu sắc và đầy cảm xúc. Tất cả các bạn đều đã chinh phục được cảm tình của khán giả ngày hôm nay. Và anh xin được trao chiếc cúp này cho cả Ngọc Linh và Tấn Trường. Và cảm ơn cả Minh Tú và Xuân Tiền, các bạn cũng đã làm rất là tốt, vượt qua được bản thân mình khi đến với Ơn Rời ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi tuần này xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và cảm ơn tất cả các khách mời đã đến tham gia chương trình. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau lúc 21 giờ 15 phút trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những phản ứng bùng nổ sẽ xuất hiện trong tập 8 Ơn Rời Cậu Đây Rồi với các khách mời: rapper Ricky Star, ca sĩ Trương Thảo Nhi, người dẫn chương trình Thanh Thanh Huyền, diễn viên Dũng Hớn. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút tối chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022 trên kênh VTV3.